thân mến, như vậy là Cử Tạ đã mang về huy chương vàng tiếp theo cho đoàn thể thao Việt Nam. Đây là huy chương vàng thứ hai của môn cử tạ trong ngày thi đấu 1 tháng 12 năm 2019 tại SEA Games 30. Thật tuyệt vời với một ngôi vị Lại Gia Thành của bạn. Các bạn hãy đừng quên cái tên Lại Gia Thành, người đã mang về niềm tự hào cho môn cử tạ và cho đoàn thể thao Việt Nam. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đợi đến khoảnh khắc hát quốc ca thực sự thiêng liêng và khoảnh khắc trao tấm huy chương vàng danh giá. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.